bây giờ Văn Phượng nè, hồi nào giờ anh xem trên mạng thì thấy em đờn rất là hay, một nhạc sĩ nữ rất là tài năng ha, đúng không? Mà hôm nay thì anh rất là bất ngờ khi thấy Văn Phượng hát hơi dài. Bây giờ thường thường mấy người mà biết đờn hát không hay, mà bữa nay thấy Văn Phượng hát rất là hay. Thì bây giờ anh hỏi em là bây giờ bí quyết nào để cho em hát được hơi dài, trong khi cái tướng em rất là nhỏ xíu. Sao? Dạ, em cũng tập trong nhiều năm á, dạ, cũng có thầy, nhiều thầy chỉ. Dạ. Em cũng học thầy Văn Hải. Thầy Văn Hải nè. Em học ba của em. Ừ. Dạ. Rồi mẹ của em cũng chỉ cho em. Vậy là con nhà nòi đúng không? Dạ. Thôi được. Dạ, bởi cũng... vậy con nhà nòi là nó đa năng, nó khác hơn. Vừa mẹ chỉ nè, rồi ba chỉ nè. Dạ, cũng có nhiều anh chị đồng nghiệp. À, vậy hả? Anh chị lớn trong nghề cũng đi hát, rồi anh chị cũng chỉ thêm cho em. Rồi thôi bây giờ anh chúc cho Văn Phượng hen, đờn thì lên ngón hen, mà hát càng ngày càng hay, càng nhiều show nha. Cảm ơn nghe sĩ kỳ, Hòa Dương rất nhiều. Kỳ này chắc tôi bắt ra đi show với tôi luôn quá. Rồi cho Văn Phượng một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Chị đó. Anh Hòa Dương hát với em một bài nha. Bài gì em? Dạ, một lít chích đoạn nha. Chích đoạn gì? Chích đoạn Nguyệt Hổ Dương nha. Nguyệt Hổ Dương. Dạ. Giờ này không biết làm được chưa? Rao đờn chơi luôn. Chơi luôn. Dạ xin chào bà. Ô kìa, ông là ai? Bà không cần biết tôi là ai, nhưng mà bà chỉ biết rằng tôi đến đây là... Ông đến đây đi làm gì? Là muốn nhìn lại dung nhan của bà lần sau cuối. Cấm ngay! Ngươi là ai? Là ai? Bà muốn biết tôi là ai à? Bà hãy nhìn đi, hãy nhìn gã mày khốn khổ này là ai? À, Trang Bảo, anh vẫn còn sống. Thảo Lan em. Bảo ơi, em gian anh chớ tới gần. Tại sao? Tại sao vậy Thảo Lan? Bảo ơi, tại vì bạn thân em giờ đây quen ngôi. Thảo Lan. Nên đành phải quay lưng cuối mặt trốn dài người xưa. Thảo Lan. Để có quên đi chuyện tình ngang trái. Không Thảo Lan. Cho dù lòng em vẫn dưới trái phải ngày ngày mòn mỏi nhớ mong đêm canh chạy thật theo tương đời qua lạnh lẽo chốn cô phòng. Thảo Lan ơi, nàng là hơi thở đời ta, là giọt nhẹ mau giữa tim hồng. Với những trận đôi đòn nát tan thân xác, những đau bằng đai rứt ở lương tâm. Gặp lại cố nhân sau khi tốt nhất tôi trở về đây đi tìm người yêu cũ. Nhưng hỡi ơi, lòng mong ngày xưa nào.
đâu còn nữa vì người của tôi yêu đã rẽ lối sang thuyền. Trả lại ánh trăng kỷ niệm năm nào, trả lại xa cuốn dưới cành lan. Lại ngày xưa, ôi nghe đau xót tâm hồn. Xin này hãy cố quên đi cành lá ngày ấy, xin đôi mắt còn đơn. Đừng bảo anh nói anh yêu cho em đâu phải vì sự giàu sang, mà em may lòng đói giả bố có thân xuân quên lời dặn đã tình cũ nghe xưa. Tấm kia đã ai tin tự chung em đi dẹp lửa những con gió bay con tàu lá lai nghịch cảnh cơn cao trò đời vô bể dù con núi đào tạo càng tiếng gió. Em mang đừng đổi giấy anh lên con đối giả tay lòng. Ba vẫn còn yêu tôi thì tại làm sao đành tâm rẽ lối sang thuyền. Lầu vàng yêu đứng lên bài ca, tôi từng đau khổ sầu đã làm cho bà tàn phai hương sắc, nào ngờ bà vẫn vui cười trên gấm lụa vàng son. Bài tân cổ nửa đêm ngoài phố. Những buổi đón đưa, những lần hò hẹn đã
tiếc rằng mình chẳng còn gặp lại nữa. Nhưng ta vẫn còn nghe trong giọng nói của nàng ẩn chứa niềm kiêu hãnh. Từ kinh thành lặn lội để tìm gặp con quan tri huyện tên gọi Quỳnh Nga, để được một lần gặp mặt. Vì sao công nương vượt ngàn vạn dặm mà chỉ để tìm gặp một Quỳnh Nga? À, chắc là công nương đang nhân du hành nên mới ghé qua. Không ta một mình vượt đường xa, là chỉ muốn một mình tìm gặp Quỳnh Nga. Mang túi hờn quốc tức của một vị công vua cấm cung, nên ta mới liều giữa quê nương. Tâm sự nặng nề quằn lưng ngựa lông trâu, sao từ kinh thành đáng lệ công nương ghé đây. Quỳnh Nga làm gì đắc tội với công nương, mà vẻ quán hơn là mèo ưa dùng ngàn. Và nếu công nương đã hỏi thì tiên nữ phải xin thưa, tiên nữ cùng trần minh đã nặng tiếng dâu. Thề người hè mòn, nàng đã góp phần nuôi chàng ăn học. Công nương qua đã khéo điều tra, tin tức kia chính xác vô cùng. Ta tìm tới nơi này là bốn cùng nàng tương tạo, tìm danh mắt vẹn toàn cho lời cả đôi bên đều tương xứng. Vậy nàng nghĩ sao? Mau trả lời cho ta đó. Tối nào có biết chi đâu mà trả lời người chiến bài. Tiên giáp sát sơ gươm trời giáo gãi, người ngựa bơ vơ khi chiến trận dân chưa tàn. Dập dồn gió câu thiên lý, ta tưởng tim mình áp dụng máu tươi cuối đường xa. Nếu được đổi thay địa vị của Quỳnh Nga, ta chấp nhận ngay mà không hề hối hận. Phụ vương đã ban cho con nhiều ân sủng, sao chẳng ban được cho con
lụa. Cho báo ngọc ngà có khó khăn gì để công chúa tìm lấy một tình yêu. Ngươi nói vậy sao chẳng nhận bạc vàng mà đổi tình yêu lại cho ta? Thôi kẻ tăng cận đừng bán lòng thương hại cho một người vừa lâm trận đã thọ thương. Xin đừng buồn chi nữa hỏi công nương, tình yêu giống nhiều điều là lùng kỳ tê, không thể mua bằng trân châu hay ngọc bích.